Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 14 tháng 12 năm 2023 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây, kiến nghị tăng cường quản lý, kiểm soát vết mổ động vật, sau thời gian dài giảm, giá heo hơi đã khởi sắc trong những ngày gần đây, đặc biệt là tại thị trường miền Bắc, theo một số đầu mối kinh doanh heo thịt tại miền Bắc chợ đầu mối gia súc Hà Nam hai ngày qua giao dịch khá sôi động. Dù mới chỉ ít tỉnh tăng thêm nhưng các khu vực có mức giá trên 50.000 đồng 1 kg nhiều hơn những ngày trước và mức giá sàn đã lên 49.000 đồng 1 kg. Theo nhiều chủ trại, hai ngày nay thương lái hỏi mua heo nhiều hơn. Theo các chuyên gia, giá heo hơi khởi sắc nhờ mới đây Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương quyết liệt phòng chống heo, bò, gà và các sản phẩm chăn nuôi nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam. Điều này đã giúp nguồn cung trong nước ít bị cạnh tranh hơn, có thể xu hướng phục hồi tiếp tục trong nhiều ngày tới. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết tháng 11 năm 2023, cả nước có 32, 63 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật tập trung, 463 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Long An, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Bình Định. Đã có những cơ sở được đầu tư rất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, tuy nhiên, cả nước vẫn còn hơn 24.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong đó chỉ có khoảng 18,6% cơ sở được các cơ quan thú y kiểm soát nguy cơ cao không bảo đảm vệ sinh thú y an toàn thực phẩm nhiều địa phương kể cả địa phương trọng điểm về du lịch nhưng chưa triển khai xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung như điện biên lai châu sơn la ninh bình yên bái bắc cạn cao bằng lạng sơn tuyên quang gia lai quảng ngãi khánh hòa bình thuận vĩnh long nguy cơ động vật không rõ nguồn gốc động vật mắc bệnh nghi mắc bệnh được giết mổ làm lây lan dịch bệnh mất an toàn thực phẩm là rất cao gây bức xúc cho cộng đồng cạnh tranh không lành mạnh để khắc phục những tồn tại bất cập nêu trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế hoạch xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật theo quy định cùng đó khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thú y nhất là nhiệm vụ kiểm soát giết mổ bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng rải rác, giao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng một kg. Cụ thể, chỉ có tỉnh Ninh Bình điều chỉnh mức thu mua heo hơi tăng thêm 1.000 đồng một kg, lên mức 50.000 đồng một kg, giá heo hơi tại các địa phương còn lại ổn định. Trong đó, mức cao nhất khu vực là 51.000 đồng một kg được ghi nhận tại Yên Bái. Các địa phương khác dao động trong khoảng 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg như Bắc Giang 49.000 đồng 1 kg, Nam Định 49.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 49.000 đồng 1 kg, Thái Bình 49.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 50.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 49.000 đồng 1 kg. Hà Nội 50.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung Tây Nguyên cũng tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg ở vài nơi, giao động trong khoảng 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An ở mức 48.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại các địa phương còn lại ổn định, giao động trong khoảng 47.000 đến 49.000 đồng 1 kg. Cụ thể như sau, Hà Tĩnh 47.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 49.000 đồng 1 kg, Huế 48.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 49.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 49.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 48.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 49.000 đồng 1 kg, Bình Thuận 48.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk 47.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận 47.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam giao động trong khoảng 47.000 đến 51.000 đồng 1 kg, giá heo hơi ở Bình Phước, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh cùng xuống mức thấp nhất khu vực là 47.000 đồng một kg, ngang với Bình Dương, giá heo hơi tại các địa phương còn lại ổn định. Trong đó, 51.000 đồng một kg là mức giá cao nhất khu vực được ghi nhận tại Cà Mau, các địa phương khác giao động trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng một kg, Tây Ninh 48.000 đồng một kg, Vũng Tàu 48.000 đồng một kg, Long An 50.000 đồng một kg. Đồng Tháp 50.000 đồng 1 kg, An Giang 50.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 49.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 50.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 50.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 50.000 đồng 1 kg, Tiền Giang 50.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu 49.000 đồng 1 kg, Trà Vinh 48.000 đồng 1 kg, Bến Tre 49.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng có giá 49.000 đồng 1 kg.